bao nhiêu người theo đuổi em mà đẹp trai phong độ hơn nhiều. Còn cái đó con này là cái gì? Dạ, đúng không? Nhưng mà được cái dẻo miệng lắm. Ừ. Dù giỏi. Chị thấy không có một miếng dẻo miệng nào luôn. Dạ. Bình thường thì nhạt lắm, nhưng mà đi tặng gái thì thôi. Hồi đó xíu đi tặng gái xíu lắm, đi từ Sài Gòn về Vũng Tàu mà mon hết mấy cái lục xe. Cứ toàn đi một hai lần, hai lần xuống. Mà nói chuyện điện thoại thì thôi. Ngày sạc pin hai lần không đủ, suốt ngày luôn à, ghen kinh khủng à. Chẳng qua hồi em đám cưới á, em không có mời những cái người ta theo đuổi em, người ta không biết em lấy chồng. Thế là cưới xong về cái người ta nhắn tin à, em khỏe không, dạo này em sống như thế nào rồi. Thì có nhiều người kêu lâu rồi anh không gặp em, không thấy em, biết sẵn em sống sao. Chỉ vậy thôi mà ghen, chẳng cần biết là đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ cần thấy mà số lạ nhắn tin phát là bắt đầu có một cuộc điện thoại em bay. Trời, mà có điện thoại không? Đập tan nát luôn. Nhưng mà đập điện thoại mà nói giờ có đập em không? Dạ, hồi đó ghen tuông anh tắt là chuyện bình thường á. Tiếp theo em là Dương. À, cơ là kỹ sư cơ khí. Dương năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay năm nay 30 ạ. Rồi, mời em. Em Nguyễn Thị Mỹ Dung, em 25 tuổi, hiện em đang kinh doanh. Bây giờ cho anh hỏi là hai đứa là lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Em hồi đó em ở quận 9. Em có bà con dưới Bà Rịa. Thế là hồi đó em xuống chơi và với chị dưới đó, nhờ chị giới thiệu cho số điện thoại là hẹn uống cà phê làm quen. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà em gặp ảnh từ ở quán cà phê thì ấn tượng đầu tiên của em về ảnh xấu lắm. Hồi đó ốm chứ không phải đường núi tụt như bây giờ đâu. Xấu mà hả, tóc thì cạo trọc á, nguyên cả buổi tối em không thèm nhìn mặt luôn mà. Nói chuyện chẳng nói chuyện cho vui vậy thôi. Thật ra thì hồi đó nhiều người theo đuổi em mà đẹp trai phong độ hơn nhiều. Cuối cùng phải nói con này là phải gì? Dạ, đúng không? Nhưng mà được cái dẻo miệng lắm. Dù giỏi. Chị thấy không có một miếng dẻo miệng nào luôn. Dạ. Bình thường thì nhạt lắm, nhưng mà đi tặng gái thì thôi. Hồi đó xíu đi tặng gái xíu lắm, đi từ Sài Gòn về Vũng Tàu mà mon hết mấy cái lục xe. Cứ tuần đi một hai lần xuống. Mà nói chuyện điện thoại thì thôi, ngày sạc pin hai lần không đủ, suốt ngày luôn. Thấy đi xuống miết à, xong cái quen đâu được 3-4 tháng gì á. Cái anh mới bảo thôi đi đường xa mệt quá, xong xuống nói chuyện với ba mẹ em xin cho em lên Sài Gòn. Xong đồng ý đi lên. Đi lên Sài Gòn thì anh bảo đi xin việc cho em làm. Đến bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? 4 tháng sau mới cưới. Nhưng mà lấy nhau rồi thì sao? Chồng em có nhiều suy nghĩ trong đầu của em không? Anh ghen kinh khủng nè. Chẳng qua hồi em đám cưới á, em không có mời những cái người ta theo đuổi em, người ta không biết em lấy chồng. Thế là cưới xong về cái người ta nhắn tin em khỏe không, dạo này em sống như thế nào rồi. Thì có nhiều người kêu lâu rồi anh không gặp em, không thấy em, biết dạo này em sống sao. Chỉ vậy thôi mà ghen. Chẳng cần biết là đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ cần thấy mà số lạ nhắn tin phát là bắt đầu cứ bục điện thoại em bay. Trời, mà có hư điện thoại không? Đập tan nát luôn. Nhưng mà đập điện thoại mà nói giờ có đập em không? Dạ, hồi đó ghen tuông anh tát là chuyện bình thường à. Chồng em tát em đau không? Không, thì nóng tính là chỉ có tát một cái thôi. Nhưng mà ví dụ như lúc mà tát á, thì em phản ứng như thế nào? Dùng chiêu thôi. Anh tát phát là em giả vờ nằm xuống xỉu luôn, không nhúc nhích luôn. Không làm gì. Anh sợ quá, anh bảo ôi anh lạy em tỉnh dùm anh đi. Em nín thở nha, không thở không nhúc nhích luôn. Giả chết luôn, giả chết luôn. Không, cái lúc đó là em như thế nào? Cái lúc mà anh nhìn thấy vợ em nằm. Hồi đó đang mang bầu nè, tưởng thiệt. Anh quỳ xuống anh lạy, anh lạy anh bảo thôi em đừng có chết, chết cả mẹ có con là tổng cộng chắc 15-16 năm tù. Không. Anh bảo là 15-16 năm tù thì ra là còn làm ăn được cái gì nữa. Trời đất. Chạy xe ôm chắc cũng không ai thuê. Thôi em làm ơn em tỉnh lại giùm anh. Để hỏi cảm giác lúc đó là em nghĩ là vợ em chết thiệt à? Cũng rất là sợ, sợ vậy đó. Rồi em lạy thiệt luôn đúng không? Và trong đầu em nghĩ là em đi tù gì rồi sau cuối cùng em làm sao để cứu vợ em? Em mới hô hấp. Nói chung là hô hấp sao mà không để cái tay gì kỳ vậy? Banh cái miệng em ra mà lúc đó em giả vờ thì em phải cắn cái chặt cái lưỡi miệng ra chứ, sợ mở miệng ra là cười đúng không? Và anh cứ banh cái miệng em ra mà banh không được thì anh hô hấp như thế này nè. Hô hấp. Xong rồi hả, không được. Xong anh bắt đầu bảo là chạy ra trọ đằng trước á, kêu mấy người đem đi bệnh viện. Thì em sợ là mình diễn thôi mà làm vậy thì sợ nhiều khi công an tới nữa cũng khó đúng không? Xong bắt đầu em giả vờ xong rồi bắt đầu giống như có cái dấu hiệu để mà tỉnh ấy. Để mà hồi sinh đó. Dạ đúng. Cái anh thấy anh mừng quá, anh hỏi giờ em muốn gì, muốn gì. Em bảo nước. Anh xuống anh rinh em một cái ca nước bự như thế này lên. Em nhắm anh với bụi em uống hết luôn. Cái anh bảo chắc sống rồi em ha. Nhưng mà cái trận đó là cái trận gì mà tát vợ dữ vậy? Tại hồi đó chơi game là nó cứ cành nhà nó ấy là bực tát cái. Rồi nhưng mà sau khi cái trận mà giả vờ chết á, thì là kể từ đó là ổng hết chơi game không? Con trời, em bắt lựa chọn, một là vợ, hai là chơi game. Thế vẫn không chịu nha. Cái em gọi điện cho mẹ chồng nhờ trị dùng. Mẹ chồng cùng bó tay. Cái em mới bảo được rồi, ông nghiện game thì tôi nghiện bia cho coi. Em đi mua 3 lon bia về, em đổ hết vào toilet. Em chừa lại một miếng em uống thôi. Cái giả vờ ra ngồi xỉn nói nhảm.
coi game hơn tôi à. Giờ tôi uống bia, uống rượu cho anh coi nè. Mà hồi đó em mang bầu á, anh sợ, cúp máy chạy lại rồi cũng giặt khăn rồi lấy nước cho uống rồi lau người. Ngồi thức cả đêm luôn, cứ ngồi cứ banh cái mỏ em ra ngửi. Coi thử hết mùi chưa. Thế ngửi xong rồi bỏ máy vô đây này, coi thử có thở nữa không. Sợ chết nữa. Em nhưng mà sao mà em mê game dữ vậy? Vợ em không biết hồi đó có bầu đi làm về tự nhiên thấy mấy đứa chơi á, tự nhiên nghiện luôn. Thế bây giờ hết chơi game phải không? Dạ. Dạ hết chưa? Chắc chắn chưa? Bây giờ hết chơi game, nhiều khi có chuyển qua. Có chơi gì nữa không? Chơi gì không? Có gì cười. Chơi khác không? Có. Dạ, có. Không chơi game nữa thì đi tán gái. Ồ. Trời đất ơi. Sư phụ. Là sao tán gái là sao, sao em biết? Thì cái lúc mà sinh con ra con khó thì công việc nó nhiều, thì em làm riết em mệt mỏi mà anh thì không phụ với em gì hết á. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại, thế là chán. Bỏ đi ra ngoài xong rồi đi tán gái luôn. Ừ. Có say nắng cô nào không? Có chứ. Có say cô nào? Lúc không biết là sao nữa. Dính vô em chạy hiểu. Cứ 3-4 tháng rồi em dính được. Em dính luôn. Trời ơi, mặt có sâu nặng biết không? Dạ, cũng chưa đến nỗi đó. Nhưng mà tại sao lại say nắng cô kia? Tôi có cảm giác ông chồng này rất là đáng thương nha. Ông giống như một đứa em bé vậy đó. Hỏi cô tại sao em mê game vậy? Không có lập trường định gì. Ai nói cái gì là siêu với cái đó à. Vậy thế lúc em có con nhỏ em bán hàng nữa, em mệt mỏi á, tối lại em chỉ có muốn là đi ngủ thôi. Còn ảnh là cái người lãng mạn, thích là cái chở vợ con đi đây đi đó. Mà con bé em thì khó lắm, đi ra gặp gió gặp ấy là nó ói, nó này nó kia, thế là không đi được, thế là ảnh đi mình. Có đó lý do là để em say nắng cô kia à? Hay là còn lý do nào khác? Cô đó hơn vợ em cái gì? Chắc là em bị người ta cám dỗ em. Thương quá. Cô đó cũng làm gì em mà cám dỗ được em hay vậy? Nói chung là lúc đầu thì nhắn tin qua lại thôi. Sao tự nhiên không biết sao tình cảm nó cứ tới em chả hiểu. Tình cảm nó cứ tới nhưng mà phải có gì tới. Bây giờ nè, cô đó đẹp hơn vợ em không? Không bằng. Không bằng vợ em. Dạ. Rồi cô đó giỏi bằng vợ em không? Người ta cùng giống của em thôi, cũng đi làm. Cô đó hiền hơn vợ em không? Chắc là hiền. Hiền hơn hả? Cũng vậy ạ. Cũng vậy. Người ta thường là người ta bỏ cái này để người ta lấy một cái khác ngon lành hơn, đúng không? Hoặc là vợ mình không bằng cái người kia. Còn này thì mình mới say nắng. Còn này dưới dêm không mà cũng bình thường, tự nhiên say nắng là lãng nhắc. À, hồi đó nói chung là hai vợ chồng hai cứ cãi nhau cho buồn bã. Dạ, buồn mình chơi cho vui thôi, nhưng mà em biết là cái người kia người ta quấn rũ nhiều. Rồi anh hỏi em nè, khi mà em biết chồng em say nắng cái người đó thì em xử lý như thế nào? Em đóng giả là em gái, em hỏi là chị là bạn gái của anh Dương hả? Em là em gái của anh Dương đây, em nghe nói anh Dương có quen chị mà chưa thấy ảnh dẫn về nhà giới thiệu. Chị mới kêu chị với ảnh quen nhau 4 tháng rồi. Thế là em sau này em mới nguyên hình là vợ. Người kia cũng chả biết là ảnh này có vợ đâu, bị lừa dối mà. Xong em bảo là nếu mà anh Dương lừa dối chị thì cho em xin lỗi, chứ thật ra anh Dương có vợ có con rồi. Thôi bây giờ chị tìm hạnh phúc khác đi, nó xứng đáng hơn. Nhưng mà cái người kia bảo giờ bắt anh lại phải trả lại thời gian 3 tháng lừa dối đó. Tính bằng cái gì? Bắt quen tiếp chứ không có cho về với gia đình. Bảo em là không giữ được chồng thì cho đi luôn đi. Chứ kéo về làm gì nữa. Quay lại dọa em. Dạ, lúc đó quay lại dọa em ghê lắm. Rồi lúc đó em xử trí như sao? Em mới nói em nói chuyện đàng hoàng với chị rồi. Em cũng khuyên chị rồi, nếu mà chị mà không dừng lại thì em có cách của em. Thế là em về em nói chuyện với chồng. Em không nói chuyện với người đó nữa. Em hỏi giờ ý anh sao? Thì anh cứ bảo là anh không biết. Anh không biết sao? Y như nãy đó, em dạ, không đúng biết rồi, sao? Em không biết sao? Em kêu không tính sao cho anh đi luôn. Xếp đồ đi luôn. Là đi luôn. Đi luôn. Đi một tuần xong rồi xin gọi điện xin về. Em thấy cũng tội nghiệp quá, bảo đi ra ngoài không ăn uống không gì, đi về như người rừng luôn, tóc tai thì nó dài ra. Người thì hôi hám, đồ áo thì nhăn nhúm hết. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi vợ em có dọa không? Có, hồi đó không có ngày cứ kể cứ mỗi lần đi ngủ á, bà cứ thủ dao mọi người à. Là sao đi ngủ thủ dao? Là để đâm em đúng không? Không phải. Bà kêu ổng mà tôi thấy tin nhắn này gì của bà đó là tôi cắt luôn. Cắt gì? Cắt ngón tay? Không biết. Cắt ngón tay hay là cắt tóc? Không biết chắc là... Hay là hẻo lỗ tay? Thế là... Cho nên hồi đó giờ đâu có nhắn tin ai đâu. Nhưng mà cầm dao thôi chứ có mài dao không? Có chứ, em mỗi lần em đi mài dao là ngoài lấy quần mặc đó. Bình thường là ở nhà mặc quần lửng rồi đúng không? Em đi mài dao là thấy mặc quần thêm một quần sọt, mặc quần riêng xong rồi á hả? Lấy thắt lưng mang vô, tối nằm ngủ không dám nằm chung nha. Em nằm ngủ trên gác, ảnh tải chiếu nằm dưới đất, xong nằm ngủ bật điện sáng trưng luôn. Nằm hai tay kép như thế này nè. Nói chung là lúc đó bà hoang mang bà ghê lắm. Sợ thiệt luôn hả? Em có cái nào nghĩ là giờ em dám làm gì đó? Nhìn vậy chứ mà nhát lắm. Không biết nữa, nhưng mà thấy hồi đó bà giống như tinh thần bà khác à, bị hoảng loạn đúng đó, không? Tại vì người nào làm cho bà hoảng loạn? Chắc là do em. Đó chưa? Và tôi tưởng tượng nha, tối mà ngủ mặc một cái quần dài thôi là đã mệt rồi, mà còn cái này ngủ nha, tối phải mặc 2-3 cái quần
Rồi thậm chí là lấy cái sợi dây nịt buộc cứ ngắt mở đèn sáng chưng mà hai cái tay để gì xong rồi. Em thấy nửa đêm em mắc cười quá, em đi xuống lấy tay em khò khò quá. Anh vậy em ôm cái chăn chặt cứng lại, anh cứ mà xong thấy giữ chặt cứng như thế này. Cái anh quỳ anh xin à, em ơi đừng có cắt, đó là tài sản cuối cùng để em đi tán gái. Trời ơi, phải chi đó là cái tài sản để chúng ta sản xuất thì nó hay hơn đúng không? Tài sản để chúng ta chài tán gái là sao? Rồi bây giờ anh hỏi nè, bây giờ ảnh còn đi ngủ mặc 3-4 cái quần và còn mở đèn sáng trưng không? Bình thường thì không, nhưng mà bữa nào giận nhau đúng cái ngày mà dao nó bị đùn em đi mài dao á, tại vì cái dao đó em dùng để chặt dừa. Mài dao là cứ ở trong toilet em mài dao ra ngoài thấy mặc hai quần rồi. Ồ. Tới bây giờ vẫn còn. Vẫn còn. Ủa bây giờ em vẫn còn có cái bệnh là đi tán gái hả? Không không. Đâu, bây giờ bị ám ảnh nên vẫn sợ. Có nghĩa là trong lòng em là em nghĩ rằng vợ em có thể làm như vậy thật. Mấy chứ bây giờ là tất cả mọi thứ là đã yên ổn chưa? Dạ bây giờ thì yên ổn rồi. Cái lúc mà đi theo cô kia là bảo em là người phụ nữ không dịu dàng, anh nói thì khô khan, không hiểu ý chồng. Em bảo vậy nè, thôi anh cứ ở nhà một ngày đi, anh chỉ ngồi anh quan sát thôi, từ sáng sớm đến chiều em làm những công việc gì, em làm có thời gian nghỉ hay không, con cái chăm như thế nào, anh ngồi quan sát một ngày á. Sau rồi em hỏi cảm giác của anh sao, anh mới bảo là ồ em cực quá, làm không có thời gian nghỉ. Nói chung là bây giờ là chồng đã hiểu được là tại sao em lại như vậy rồi, đúng không? Em thấy được điều đó, em thấy được cái việc làm của vợ mình. Qua những cái ngày tháng đó em mới biết nhận ra cái gì trong đời sống này mình có thể ấy được á. Chị thấy như vậy nè, trong cái chuyện của tụi em á, em cố gắng làm sao cho chồng em bớt cái ám ảnh là em một ngày nào đó em sẽ cắt, đúng không? Chứ sống trong cái cảm giác hồi hộp lo âu đó cũng mệt mỏi lắm. Tại vì giờ này mới đầu giỡn mà thành thiệt đó, trong đầu mình không hề có ý định đó, nhưng mà khi mình giỡn mình thấy ảnh sợ thiệt. Cái tự nhiên mình cứ lấy cái đó làm vũ khí á, để mà cho ổng sợ, cuối cùng thành ra nó bị ám ảnh, nó vận như người nào không biết. Tại trong quá trình vợ chồng sống với nhau cả đời á, mình kềm chế không nổi cái nóng tính của mình. Ví dụ một lần nữa ông say nắng nữa sao, cái tự nhiên cái mà nó vận vô người em, nó tạo thành giống như là một cái sự thôi thúc, nó tạo lên cái hành vi của em kềm không nổi, cái em cắt thiệt rồi sao. Thành ra là mình vi phạm pháp luật rồi, mình bị cái này cái nọ kia, con mình khổ chứ ai. Đúng không? Thôi bây giờ bỏ cái suy nghĩ là nếu có chuyện gì tôi sẽ cắt anh đi, bỏ ha. Mà nếu có chuyện gì, anh là người lớn, anh tự suy nghĩ, ở được thì ở, không ở được thì mình nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, chứ không mình không già xài cái vũ lực đó. Nhưng mà chị nghĩ là nếu như em bỏ được cái cọc cằn với chồng, làm việc thì thực sự mệt, ai cũng mệt hết trơn, nhưng mà mình hơn người khác ở cái chỗ là mệt nhưng mà mình vẫn tạo cái không khí ấm cúng và vui vẻ trong gia đình. Cái đó là cái hay của cái người nội trợ, người vợ. Chị nghĩ em làm được điều đó. Còn chồng nè, làm ơn làm phước đi, vợ mình giỏi vậy mình giúp vợ mình đi. Đừng có ngồi xong tấm tắc em cực quá không được, phải làm nha. Giúp vợ em thôi, hai đứa quầy vui vẻ thượng hòa, chúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc nha. Cảm ơn tụi em. Đủ tuổi vị thành niên chưa? Dạ em được 25 tuổi rồi chị. Em tên gì? Em tên là Phạm Nguyễn Hoàng Mỹ. Em công tác ở ngành nào? Em là nhân viên văn phòng của công ty nội thất. Ủa, Mỹ cưới ông Mỹ lấy anh này lâu chưa? Dạ cũng được 6 tháng rồi. Quá son đúng son, không? Son quá. Son này là son bóng luôn đó. Em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Thanh Tuấn, em cũng là nhân viên văn phòng. Năm nay em 26 tuổi. Trời, hơn vợ có 1 tuổi hả? Bạn là chững chạc so với tuổi của mình, trong khi vợ của bạn thì lại quá non nớt so với tuổi của mình. Bạn có cảm giác vậy không? Lâu lâu đi là nhìn tưởng hai chú cháu. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Hôm đó là em rủ một anh bạn đi chụp hình. Hai đứa hẹn với nhau là mỗi người sẽ dắt theo một người mẫu. Em dắt theo một người mẫu và anh bạn dắt theo vợ của em. Cái lúc đó vợ đi trễ cho nên vừa có xe là cười trừ, thấy nụ cười là mình kết liền luôn. Rồi sao, cái buổi chụp hình nó diễn ra như thế nào? Dạ cái buổi lần đầu đi chụp hình thấy ảnh thì hơi già dặn, với lại nhìn cái mặt có vẻ là hơi đỉu đỉu sao đó. Không có tin tưởng cho lắm. Trong buổi chụp hình thì ảnh cứ chụp hình cho mình không à, thấy kỳ kỳ quá, không chụp cho cái cô kia mà cứ chụp cho mình, thấy cũng nghi nghi rồi. Xong rồi sau cái buổi chụp đó là còn chụp nữa không? Sau buổi đó thì ảnh có xin số điện thoại em hẹn uống cà phê. Khi mà nói chuyện thì mình cũng biết là cô này mới bị bồ đá. Mình thì cũng mới vậy luôn, hai người đồng cảm thôi, hai đứa mình quen nhau nha. Cuối cùng là cô không chịu. Lý do gì không chịu? Thì cũng mới quen nhau 3 ngày mà anh đã ngỏ lời với em rồi, làm sao mà tin tưởng được. Vài bữa sau ảnh có rủ em đi chụp hình nữa, trong đó có một người bạn gái xinh lắm. Ảnh bữa đó cứ cầm máy chụp hình chụp cho nhỏ bạn em không à, lại bỏ rơi em. Lịch sử lặp lại nữa. Rồi sao nữa cơ? Em kêu khát nước quá, ảnh ca lăng ảnh khui chai nước cho em, tự nhiên nhỏ bạn em chạy tới thay vì anh thanh nước cho em mà anh định đưa cho nhỏ bạn em. Chai nước mà định khui cho em. Dạ. Đưa cho con kia. Chuyện vậy là chị giận luôn đó, chứ đâu có lấy nhau như vậy. Không phải, tại vì cái mẫu kia là mẫu mới, còn này là mẫu cũ rồi, cho nên là được ưu tiên đúng không? Khai thiệt đi. Lúc đó là em giống như phản xạ thôi, mình không biết suy nghĩ gì mình đưa nước đại luôn. Sực nhớ là mình biết là mình bị hố rồi. Từ đó thì sao là mình cứ ngồi nhìn cái con này hoài. Đúng không? Ảnh bị hớ vụ đó xong mà ảnh qua nói chuyện với em, nhưng mà em không đồng ý. Thế rồi tối nó gọi điện thoại nói chuyện cũng vừa
vài ngày sau anh lại gây ngỏ lời với em nữa, nhưng mà em cũng không đồng ý. Hai lần. Lần thứ hai mình đi á là mình chuyển thịt là anh quen cô nào anh cũng bị phản bội, anh cũng bị đá hết, anh rất là tội nghiệp. Nghĩa là dùng nghe khổ nhục kéo. Đúng rồi, khổ nhục kéo là mình như khóc. Mà nó thiệt nè, họ nói thiệt nha, là có bị bồ đá thiệt không? Có bị bồ đá. Rồi bạn có tiếp tục theo đuổi chụp hình lần thứ ba? Lần thứ ba thì không có đi chụp hình. Thì lần cuối cùng này mình chơi một cái chiêu gọi là sau bao nhiêu năm đúc kết. Anh tỏ tình với em hai lần rồi, lần này thứ ba mà tao nói nhất quá tam. Mất quá tam. Lần này mà không được anh bỏ luôn nha. Cuối cùng chịu. Tại sao lại chịu? Tại vì ngỏ lời cũng vài lần rồi, không chịu nữa thì mình hết người dẫn mình đi chơi rồi. Vậy hả? Mà cái người yêu mà bị bồ đá đó so với chồng của mình á thì ai hơn? Em thấy là chồng em vững hơn. Vậy mà quen nhau được khoảng nửa năm. Thì hôm đó là mình hỏi một cái câu, em cảm thấy anh với lại người yêu cũ của em ai được hơn? Mình rất là mong chờ là anh được hơn, anh tốt hơn, anh gì cũng hơn hết trơn. Cuối cùng trả lời là người cũ của em được hơn. Lúc đó mình chân thẩn luôn, mình không biết sao luôn. Rồi cái cơn giận của em sao? Lúc đó là em không nói gì hết. Em bầm gan tím ruột đó. Đúng rồi, em đúng. Xong mấy ngày sau cô này biết mình giận nhưng mà không thèm gì hết. Cuối cùng 4-5 ngày sau em mới là người thôi anh hết giận em rồi, hai đứa mình làm lành nha. Tự giận là tự giận luôn nha. Dễ thương coi như là. Nhưng mà em có biết là em so sánh như vậy là làm cho bạn trai em tổn thương hay không? Thật sự thì ảnh là người nhiều điểm tốt hơn. Tại vì em sợ là ảnh sẽ tự cao, cho nên là em sẽ dìm xuống. Đó, thấy chưa? Có nghĩa là bên đây chơi chiêu thì bên kia cũng chơi sách vở đó, chứ không có đơn giản. Làm sao nếu mà hỏi mà cổ mà nói anh hơn người cũ là em phải coi lại. Mà chị hỏi này, sau này lúc mà yêu nhau rồi á, có hay kể cho nhau nghe là sao không? Hay là có một lúc nào đó mình lạc lòng mình lại liên lạc lại với cái người yêu cũ của mình không? Lúc mới quen thì cũng còn liên lạc với người yêu cũ. Lúc đó là muốn tặng một cái món quà cho vợ, nhưng mà nghe tin cô bạn gái cũ là có người yêu mới á, thì không biết sao trong lòng nó cảm thấy rất là khó chịu. Cái mình lại đem cái món quà đó lên nhờ cái cô bạn gái cũ gói giùm. Thì sau về hai đứa chắc với nhau nói là mấy món anh đừng làm như vậy nữa. Xong không biết sao vợ phát hiện ra, vợ mới đem nguyên một cái laptop đùng đùng qua nhà mình mở ra, rồi mình không có chối cãi sao được hết trơn á. Mà tôi không hiểu tại sao nhờ ác ôn. Bao nhiêu người gói quà đẹp không nhờ đi nhờ người yêu cũ gói quà tặng người yêu mới. Em lý giải cái việc đó làm sao? Em cảm giác như ảnh xem thường em vậy đó, tại vì em đang quen ảnh mà anh lại liên lạc với người yêu cũ. Thì giả sử em lại liên lạc với người yêu cũ em thì sao? Em có nói vậy với ảnh không? Dạ. Rồi anh trả lời sao? Anh kêu em đòi chia tay với em. Lúc đó là mình biết là cho dù mình có giải thích như thế nào là vợ cũng sẽ không có hết giận. Mình đánh vào cái là biết vợ rất là thương mình, cho nó thôi em không tin tưởng anh, thôi hai mình chia tay đi. Mình vừa nói cái là vợ nói thôi em không muốn chia tay đâu, cái hai đứa làm lành luôn. Anh không ngờ đẹp và dịu dàng như thế này mà chấp nhận là từ dưới. Phải lấy là kèo trên mới được chứ. Rồi ai cầu hôn ai? Quen khoảng gần 2 năm, ảnh ngỏ lời cầu hôn với em. Em mới nói là phải cầu hôn thì em mới chịu. Ảnh mới dẫn em ra Phú Quốc. Nhưng mà em không biết là ảnh đã chuẩn bị cầu hôn em tại đó. Gần cuối ngày về, ảnh hẹn em ra bãi biển. Mà cái buổi tối đó thì trời giông bão. Lúc đó là em dự tính đi dạy bờ biển một hồi mệt, quỳ xuống cầu hôn. Cuối cùng vừa ra sấm chớp ầm ầm bão, rồi ở ngoài khơi thì sét đánh, vợ sợ quá không dám ra. Cuối cùng là dắt vô một cái nhà hàng gần bãi biển mà mình cũng tưởng tượng là một cái nhà hàng có nhà có đồ. Cuối cùng vô nhà hàng tối thui không có gì hết, hai chồng ngồi đập mũi. Mất hết toàn bộ cái gọi là cái cảm xúc luôn. Nhưng mà có móc nhẫn không? Đành phải móc nhẫn ra luôn, em làm vợ anh nha. Rồi lúc đó em cảm xúc em sao kia? Sao tự nhiên không khí mà nó lãng xẹt làm sao á, không có hấp dẫn. Rồi em thấy hơi cãi lấy lại em đi. Trời ơi, tự nhiên kế hoạch thì tự nhiên bị phá sản rồi. Thấy rõ ràng coi, người tính không bằng trời tính. Rồi bây giờ lấy nhau sao, ai nắm tài chánh? Là em à. Rồi một ngày là phát cho chồng bao nhiêu tiền? Không phát hả? Nhà lên lương về thì đưa cho gia đình, còn dư một khoản thì sẽ gửi vô tiết kiệm của hai đứa. Vợ em là rất là đa nghi, lúc nào cũng là anh có quỹ đen phải không? Mặc dù là lương của mình bao nhiêu, tài khoản là nắm hết, lúc nào về cũng lọc bóp, nếu mà thấy dư nhiều hơn 500 ngàn là rút ra một nửa để vô ống heo. Vậy đó, nhưng mà để ống heo thôi. Đúng nhưng không? Mà nếu vậy không thì cũng không nói gì để nói, mà vợ cứ hỏi là ủa sao anh không có tiền để mua quà cho em? Hồi xưa anh mua quà rất là nhiều, anh dẫn em đi chơi rất là nhiều, giờ anh không mua gì hết, chứ anh không thương em được hả? Vậy đó. Nhưng mà có quy định là mỗi một tháng là sắm sửa cho chồng cái gì không? Em thực dạng hơi tiết kiệm và ảnh thì phung phí, thích xài đồ hiệu nhiều hơn, còn em thì không muốn như vậy. Cho nên là ảnh cứ cầu nhau em thì chuyện đó. Rồi ảnh có tật xấu gì nữa? Bây giờ tối không chịu đánh răng. Sợ hư răng hả? Dạ không, là em nghĩ là ngày đánh răng lần đủ rồi. Thôi, người quá hư bàn chải.
hư bằng cải chứ không hư răng à. Tiết kiệm giùm cho vợ đó. Vợ đánh răng ngày mấy lần? 2 lần. Chứ tưởng 4 lần rồi đánh giùm chồng. Rồi tật xấu gì nữa? Ăn rất là nhiều. Ngày là ăn 3 bữa, còn anh ngày ăn 4-5 bữa. Thật ra thì cái này là cái thói quen lúc mới lớn thì mình ăn rất nhiều, nên bây giờ mình ăn nhiều luôn. Mà vợ thì suốt ngày cứ lằng nhằng. Anh ăn nhiều như vậy là em không có để con cho em cho anh đâu, tại vì anh ăn là anh ăn hết của con luôn. Cứ suốt ngày nói vậy mà không chịu để con. Mình thì mình rất là muốn có em bé nhưng mà vợ thì cứ không có muốn. Cái đó là cái điều mà em không đồng ý với vợ à? Dạ, tại vì cũng 26-27 tuổi rồi thì bây giờ có thì một sau này con lớn lên thì mình mới lo được cho con. Còn mà lớn tuổi quá thì sao không lo được cho con. Vợ còn tật xấu nào nữa không? Suốt ngày cũng muốn em 24-24 ở bên cạnh thôi. Tại vì vợ em tính thì cũng khá là nhút nhát á. Dù là gia đình của em thì cũng rất là thoải mái, rất là hòa đồng, nhưng mà vợ rất là tiếp xúc, giống như kiểu không dám nói chuyện vậy đó. Trời ơi, mà nhút nhát vậy mà dám tham gia chương trình này hả? Dạ, thực sự thì là mẹ chồng cổ vũ là hai chồng đi thi đi, trúng thưởng đi cho mẹ. Bây giờ đang có phát hiện là mẹ chồng em là rất là thích cái giải thưởng là miếng cước từ đầu. À, dạ. Tức là vì mẹ mà coi như là lấy hết sức bình sinh để đi tham dự cái chương trình này đúng không? Dạ. Chị nghĩ á, mẹ mong muốn á, hai chồng em tham gia chương trình này á, muốn rằng á, là tụi em sẽ cởi mở với nhau hơn nè, dạn dĩ hơn nè, và sẽ có cháu mau mau cho mẹ. Chắc cái đó là cái điều mà mẹ muốn nhiều hơn hết. Dạ. Vậy giờ em có mong muốn chồng em thay đổi gì ạ? Ảnh xinh hoang hơn và nghe lời em nhiều hơn, bớt chơi game đi và quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Hiện giờ là em quan tâm đến gia đình là bao nhiêu thời gian trong ngày? Khi mà về á là vợ bắt mình ở trên phòng, cái em là em ơi cho anh xuống chơi game tiếng buổi tối, mình lên nói anh mê game hơn là mê em. Em mà em chơi với anh nữa vậy đó. Nghĩ chưa? Vậy đúng rồi, nghĩ chơi rất là hay giận dỗi, với lại lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh 24/24. Nhưng mà nhiều khi sau này em còn cái sự nghiệp hay là những cái mối quan hệ công việc ở ngoài nữa thì như vậy thì em sao không có đủ thời gian để cho để những công việc bên ngoài, cái công việc đó. Dạ, đúng không? Thì em chỉ mong là vợ mở lòng ra chút xíu và có những cái cuộc nói chuyện với lại những người ở nhà nhiều hơn. Em thấy cái mong muốn của chồng em vậy là chính đáng. Cũng hơi hơi à. Thực ra cái đó là chính đáng đó em à. Dạ. Nếu mà bây giờ em thử biểu quyết coi thì toàn bộ khán giả dưới sẽ thấy rằng cái mong mỏi của chồng em rất là chính xác. Rồi cái đó là cái tương lai lâu dài đó cưng. Bây giờ mình chưa có con á thì mình chưa thấy được cái sự nghiệp của chồng và những mối quan hệ bên ngoài của chồng á là một điều cần thiết đâu. Đó. Còn về phía cái mong mỏi của chồng đối với em là em cởi mở hơn với mọi người trong gia đình á. Yeah. Chị thấy cũng rất là đúng luôn. Mình sống trong gia đình của chồng mình á. Yeah. Thì cái người mà để cho mình đẻ chia á là má chồng đó, người đó gần như thay mẹ mình á. Suốt quãng đời còn lại sau này khi mà mình cởi mở ra như vậy, hai mẹ con hiểu nhau, mọi sự thuận lợi nó sẽ đến với em rất là nhiều. Vừa được chồng thương, vừa được má chồng thương, gia đình chồng thương là một cái điều mà người phụ nữ nào cũng ước mơ á. Đó, còn cái mong muốn của vợ đối với chồng á thì em có em nghĩ là sau chương trình này sẽ cố gắng. Cái đó là không phải cố gắng mà phải làm liền. Xin cảm ơn em. Dạ. Là Trần Khắc Phát. Dạ, năm nay 34 tuổi. Dạ. Con đang ở Đồng Nai. Dạ. Con làm công gì? Việc của Phát. À, công việc con kinh doanh online thôi. Dạ. Online nhưng mà chuyên về cái ngành nào? À, con là nông dân, con nuôi trồng đông trùng hạ thảo xong rồi con bán online. Đó. Trời ơi. Ông nông là nông dân, tôi tưởng ông bán lúa. Ai vậy ông bán đông trùng hạ thảo. Dạ. Cái đó là gọi là vật phẩm quý chỉ dành cho vua chúa. Không, cái này với lại cái món này bây giờ là rất là trend. Đó, có thể gọi là nông dân 4G, 5G. Ừ. Rồi, mời con. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Thúy, năm nay con 31 tuổi. Công việc của con là make up. Vậy hả? Tức là con bữa make up không vậy, có tiệm tóc hay là tiệm trang điểm cô dâu? Tự do. Chắc là cô này ở nhà mỗi lần mà ổng online thì cổ make up cho ông này, đúng không? Dạ, con nếu mà cũng thật, chú có thật nói là đúng rất đúng luôn, tại vì con khoái make up đó kìa. Hay dạ gái lắm con. Ở nhà make up cho ổng là chính. Vậy hả? Con hay dạ gái xong mình đóng mấy cái TikTok mà rồi quay quảng cáo sản phẩm hay gì. Trời, vậy hả? Con là thích cái kiểu đó. Ra đường là hầu như là mọi người sẽ bị lạc, là giống như vợ con sẽ tính cách là người nam hơn, con lại tính cách là nữ hơn. Dạ, nữ thôi chứ không phải đàn bà. Dạ. Nhưng mà là thích vậy đó đúng không? Dạ, thích. Bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn vậy hả? Dạ, bây giờ vẫn vậy. Dạ. Nhưng mà mỗi lần mà mình giả gái mà mình lên, mình coi như online, mình coi như là bán hàng này nọ được, chắc là được nhiều người yêu. Dạ, thích rất là không? Nhiều người yêu thích. Thích con làm con gái hơn, không thích con làm con trai. Vậy đó hả? Bên này con lên chương trình con không giả gái. Dạ, con tính giả gái nhưng mà con sợ chương trình này làm chương trình quá. Rồi sao gặp nhau hay vậy? Dạ, qua một người bạn giới thiệu. Dạ, bạn của con là người anh của vợ con, là người anh ngoài đường thôi.
Nhưng mà giới thiệu cho con trên mạng á, giới thiệu Facebook á, là thấy hai đứa hợp nhau giới thiệu. Nhưng mà cái thời gian đó thì con con chưa muốn làm quen. Tại rất con rất là nhiều người thích thích thú này kia lên. Mấy con năm rồi? Có... Cái này là mấy năm rồi? Con cưới nhau được 8 năm. 8 năm rồi. 8 năm. Chắc là các bạn trước. Gặp nhau là trước đó nữa. Dạ, dạ trước đó khoảng mấy tháng thôi. À rồi. Đó, lần sau nữa tiếp nè, tiếp thì nè. Con bắt đầu là con chưa làm quen, về sau nè bắt đầu mới mình nó rảnh rỗi á, mình nó thoải mái, bắt đầu mình nhắn tin thử. Rồi bắt đầu mới hẹn ra quán cà phê. Rồi ăn uống rồi bắt đầu mới làm quen. Làm quen. Là quen nhau. Ở lúc đó con làm make up chưa? Dạ, lúc đó con chưa, con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp đại học. Lúc đó cũng chưa có muốn có người yêu nữa, tại định là học xong rồi có công việc rồi muốn có mới có người yêu. Thì lần đầu tiên con gặp anh này con thấy anh đẹp trai không? Con dạ. Thích ảnh liền không? Dạ không, gặp kiểu mà không nhìn kiểu ăn chơi á con. Chứ không có máy máy hả? Dạ không, không có máy máy. Nhìn không, kiểu con men lắm, nhìn con rất là men, nhìn ông lắm chứ không phải là nhìn kiểu như đàn ông điểu cán. Nhưng mà tại vì con thích dạ gái thôi. Tại vì mà vợ con thích con dạ gái ra đường đó kìa. Thế là đi bạn bè một đám thì hầu như ai cũng khoái con dạ gái làm mấy cái trò này trò kia cho nó vui, không khí nó rộn ràng. Rồi bây giờ mình nói là cái lúc mà hai con gặp nhau đó. Dạ. Thì nãy là vợ con nói là không ấn tượng như con hết. Dạ. Còn con thì sao khi mà gặp cổ ngoài đời? Con nhìn trên hình Facebook á thì con thấy cái nét mặt với cái ngoại hình là con thích rồi. Thứ nhất là cao tầm 1m60 mấy, 67 là với khuôn mặt như vậy là con đã thích thú rồi. Để đầu gặp ở ngoài thì chất lượng hơn nữa, đẹp hơn luôn, cởi mở hơn, ý là cởi mở đó. Trên Facebook thì thủy vợ con ấy mặc đồ kín đáo lắm, chứ không có hở hang gì hết, nhưng mà gặp ở ngoài thì thổi là cái phần sexy là cái con thích hơn nữa. Là con là con người thoải mái, ý là con thích mấy điều đó. Mấy điều đẹp mà cứ chân ra thôi chứ không gì mà phải giấu đi hết. Nên gặp bắt đầu con bị quế liền tắm luôn. Dạ. Quế liền đúng không? Là ba tầm con quen tầm 3 ngày thôi. Cái ngày đầu tiên là gặp nhau quán cà phê, xong rồi con dẫn đi karaoke. Dạ, dụ đi karaoke. Hát karaoke xong, có nghĩa là tại vì cà phê xong đi karaoke. Thể hiện tài năng. Tại con là ổng thích hát cho nên là ổng muốn thể hiện tài năng đi cô gái. Rồi khi mà ổng vô ổng hát karaoke thì hay không con? Dạ hay. Biểu diễn ghê lắm. Đó thì bây giờ mình dạ. Mình bắt đầu mình biểu diễn là cho vợ mình thấy giọng cao mình này kia, nội lực này kia đó rồi. Tại con đi nhiều sân khấu hay là con nhìn thấy cái người đó không cần đẹp trai, người ta hát hay thôi là con bị thích người ta rồi. Đẹp gái quá, đẹp trai quá, ý là mình nhìn qua cái giọng ca thôi. Nên con bắt đầu con vô karaoke là con hát tới tấp luôn. Thế luôn. Dạ, đúng rồi. Là con có để ý cái phản ứng của bà nhìn mình không? Hát nhưng mà có để ý cái phản dạ, ứng. Dạ con có chỉ có liếc nhìn thôi. Tại vì hôm đó đi là có một người bạn của vợ con nữa. Thì con cứ tập trung cho người bạn của vợ con chứ không tập trung cho vợ con. Ủa tại sao? Tại vì giống như là mình phải làm cho người bạn về sẽ nói là thằng đó được lắm, thằng đó ok lắm, thằng đó tuyệt vời, thằng đó dễ thương. Kinh nghiệm thì đối với vợ mình sẽ bị dùng phương pháp đòn bẩy. Dạ. Kiểu như là mình giống như muốn cưa vợ mình nhưng mà mình cứ làm người bạn mình. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái người vợ mình sẽ khó chịu không? Có ghen tu không? Ý là có khó chịu là sao nó không để ý đến mình ta? Lúc đó con mới có 20 mấy tuổi. Dạ. Mà con kinh nghiệm như vậy đó. Rồi sau đó sao về có sao xuyến với lại bạn có nói vô về cái ông này không? Bạn của con thì về không thích ông này. Vậy nói tao thấy ông nó ăn chơi quá. Đâu nhưng mà lúc karaoke đám bạn ăn thích mà. Nhưng mà nó đâu gì một đám bạn luôn hả? Về sau là đi nhậu, rủ đi nhậu về khuya, đi nhậu nữa là một đám bạn của bên. Cha vậy là bữa đó đi tới mấy chầu luôn hả? Dạ, mấy độ luôn dạ, đúng không? Dạ mấy độ. Rồi sau đó bao lâu thì mới quen nhau? Là bắt đầu là hôm đó là quen nhau là ngày 30 tháng 8. Thì tới ngày 2 tháng 9 là có một cái dịp gọi là lễ để về quê. Thì quê vợ con ở dưới Bến Tre. Thì con ý là mình đã thích một người vợ như vậy rồi, ý là mình thích mình quen vậy mình đã ưng rồi. Tại con kinh nghiệm của con quen một người á, con nhìn một con người con rất là nhiều cái kinh nghiệm là nhìn một con người sao thì con thấy vợ con là hiền hòa rồi nấu ăn giỏi nữa. Tại nấu ăn giỏi là hôm đó là con đi con đang học tóc thì vợ con giờ cơm trưa con mới hỏi là cái ngày đầu tiên gặp á, ngày hôm sau á là bắt đầu con hỏi là bây giờ ăn cơm trưa em đang nấu cơm. Ồ vậy hả, vậy cho anh một miếng cơm được không, ý là mình thử xem có tài năng nấu cơm nó cỡ nào. Xin cơm luôn dạ, xin cơm luôn. Dạ ăn xin cơm luôn, tại vì con là quan trọng bữa cơm gia đình lắm. Phải ăn cơm gia đình thôi thì phải chạy quan liền, không thích ăn cơm ngoài được. Bữa đó là 30 tháng 8. Dạ, 30 hôm đó là 3 tháng 9, mùng 1 tháng 9 rồi thì có nghĩa là biết 30 tháng 8. Dạ biết 30 tháng 8. Mà mùng 1 tháng 9 là xin cơm, là xin cơm luôn rồi, là con nhắn tin ở đâu là gì, là cách nhau con ngày nữa hả? Thường là 30 tháng 8 tới 31 tháng 8 rồi tới 1 tháng 9 thì đó. Cái cặp kia cũng ngay 1 tháng 9. Cũng có 3 ngày à. Cũng ngay 1 tháng 9 luôn. Hai cặp này nó làm như nó có duyên đến 1 tháng 9 luôn. Không, cặp kia nữa, đúng rồi. Hồi nãy đi lên cũng gặp mặc áo khoác áo vest màu cùng màu luôn. Đó. Cùng màu luôn. Không hiểu sao mà chọn lựa. Có khi nào xong chương trình này hai đứa ra Hà Nội sống luôn không? Dạ. Rồi sao nữa nè? Thì bắt đầu là xin cơm thì mang muối cơm nó ngoan qua con cũng cạnh bên là 3 phần cơm, 3 món ăn với 1 phần cơm thì con bắt đầu con
chia cho anh em trong tiệm ăn luôn, giống như ban giám khảo trong tiệm mình vậy, là mọi người ăn thì ai cũng kêu đánh giá ngon quá, đánh giá ngon quá, ngon quá. Thì con cũng nói là vậy là đúng với người mà mình tìm bao lâu nay rồi. Thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là khuôn mặt, thứ ba là cái tính tình hiền hòa và nấu cơm giỏi. Là con mà sao con nhẹ dạ vậy? Dạ. Cơm nấu có nhiêu đó cho mình ăn, nó xin cho cả tiệm, coi như con ghét hết con đưa luôn. Bữa đó con ăn cái gì? Dạ con cũng có ăn, nhưng mà tại tính con cũng thoải mái nấu nhiều lắm, nấu ấy rồi lấy trong tủ lạnh ra nấu thêm. Dân Bến Tre mà. Dạ. Nói gì? Thật ra chắc cũng phóng khoáng gì lắm đây. Đó. Nhưng mà bắt đầu là ăn ngon quá thì bắt đầu là mùng 2 tháng 9 là mình về nhà quê vợ để xem ba má vợ với anh em sao. Là sau đó là 2 tháng 9 đi luôn. Đi dạ, 2 ngày nó nghỉ mà. Dạ, luôn luôn nó về quê luôn. Dạ. Ba mắt luôn. Đó, là về có chở ba ngồi sao? Dạ có chở vợ con vô với một đám bạn về cho nó có không lúc khí. Mà ngồi trên xe hai đứa có cởi mở với nhau. Dạ lúc đó là đã có cái tình tứ với nhau rồi, ý là ánh mắt đó trao cái một cái gì đó là động sâu rồi. Tiếng xét ái tình. Là chưa có phải suy nghĩ là mình không suy nghĩ là mình sẽ cưới vợ hay là mình sao, nhưng mà gặp nhau là đã muốn cái gì đó gần nhau luôn rồi. Là của nhau rồi đúng dạ, không? Dạ, của nhau rồi. Rồi bây giờ về quê vợ thì thấy gia đình vợ ở Bến Tre như thế nào? Về quê vợ bắt đầu là hôm đó là con bị một đám bạn nó chơi con luôn. Ý là nó một đám nó ngồi nhậu thì con có một hình xăm nhỏ trên ngực thôi. Thì ngồi nhậu ở dưới vườn dừa mát mẻ lắm. Thì một đám nó cởi trần hết ra luôn. Con có hình xăm thì con gặp người lớn thì con lại sợ nên con không dám cởi ra. Bắt đầu ngày hôm sau lên trên Sài Gòn á, thì bắt đầu ba của Thúy có gọi là nói là thằng đó là chắc có cái gì trong người hay gì đó nguy hiểm rồi. Con già dạ, không có thích quá. Lắm. Dạ, nhưng mà thích, nhưng mà mẹ Thúy đã thích, mẹ Thúy, mẹ vợ con đó. Tại ba con khó tính lắm, ba con kiểu như là nhìn ai vô nhà là thấy sợ, không có dám nói chuyện. Nhưng mà trong đám bạn đó thì ba con có chọn ai ngoài anh này không? Dạ không, tại bạn học con nó lôi trôi lắm, nó không có trưởng thành. Còn ông này thì biết cách nói chuyện hơn, chững chạc hơn. Chứ ông cũng phải tạo nét. Dạ. Nhưng mà ba là đâu có ưa bạn này. Dạ. Đúng không? Dạ không ưa là vì con mặc áo, không chịu mặc áo. Ý là có cái sự giấu giếm cho nên là sự ba con là không thích lắm. Có nghĩa là ba cũng nghi rằng dạ. là ông Tiền chắc cũng có xăm trổ gì đây nè. Không dám cởi. Nhưng mà mẹ thì sao? Mẹ con thì dễ tính hơn, dễ chịu. Mẹ con nhìn là thích liền. Nhưng mà ba con đã không thích ảnh rồi thì con như thế nào? Con có bị tác động bởi cái điều mà ba mình không thích ảnh không? Dạ không phải là ba không thích nữa, mà ý là ba có cái sự nghi ngờ á. Thì hôm sau lại về nữa, ba gọi là về chơi đi, nói chuyện với ba. Thì khi mà ba nói chuyện với chồng con rồi á, thì ba mới cảm nhận được là cái sự chững chạc của ảnh. Cho nên là thích luôn. Ý là qua cách nói chuyện là thích ảnh luôn. Rồi hôm sau là về nữa. Về coi như ngày 3 tháng 9 á là... Ngày 3 tháng 9 là tổng kết tình yêu nè. 30 tháng 8 gặp nhau nè. 3/1/9 là ngày 3/1/8 là nhắn tin. 1/1/9 là ăn cơm trực. Xin cơm. Xin cơm. 2/9 về quê. Về quê. 3/9 quay trở lại. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5 ngày. Rồi 4/9 là chắc tới luôn rồi đúng không? Dạ con tới rồi, thì qua 3 ngày, qua cái ngày mà 2/9 đó về là con đã ưng rồi, là con quyết định cưới rồi. 4/9 là tới luôn đúng không? Dạ dạ 4/9 là tới luôn, nhưng mà lúc đầu con gọi cho mẹ con, mẹ con ở bên nước ngoài. Thì mẹ con mua nhẫn cưới liền luôn. Tại mẹ con thấy con cái sự là ở Việt Nam có một mình con chơi kia sợ hư hỏng. Nó bắt đầu là mua nhẫn cưới, là bắt hai đứa tôn giáo ở bên đạo Chúa lên phải đi học đạo, xong rồi 6 tháng sau là mẹ là con theo đạo anh. Dạ, con theo đạo. 6 tháng sau là cưới luôn. Thôi ngứa mồm ngứa miệng quá. Thôi cho chú hỏi luôn đi. Chứ không chú bức rứt quá. Con nghĩ là 4/9 là hôn chưa? Dạ hôn thì có hôn rồi. Là hôn trước rồi đúng dạ, không? Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên là ngày mấy? Ngày 4, ngày 3 gì luôn hả? Thế bởi vì mới hỏi 4/9 đó. Đó. Là chị một lắm, con kiểu như là nhẹ nhàng lắm, hiền hòa lắm. Con giống như là con giống như là con làm hết trò luôn rồi, cái trò nào là con cũng ý là con đưa hết vô có thể hết rồi. Là 4/9 là con dở nào cỡ cũng là dính nè. Hả? 4/9 là con dở trò. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà dở trò ở Bến Tre hay Sài Gòn? Dạ dở trò dưới quê luôn. Dưới quê luôn. Dạ. Có nghĩa là 3/9 ở dưới là không về. Dạ. Đâu con về Sài Gòn rồi bị gọi là về rồi. Là 3/9 dạ. Về hôm sau là về, ý là mới về một mình con để con nói riêng cái chuyện với ý là con nè, người là như vậy, dạ chứ không phải là một dấu giếm gì. Là 3/9 đó, là 3/9 đó. Dạ. Rồi 4/9 về nữa hả? 4/9 giữa một mình con với vợ con thôi. Hai vợ chồng với nhau để nói chuyện rõ ràng hơn để quyết định luôn. Chà sao đi về liên tục 3 ngày Bến Tre mà. Rồi con chạy xe đó thì bình thường chạy lên chạy xuống suốt à, tại vì cái tình yêu nó hào hực lắm, nó là mình coi như là rồi sau 6 tháng sau cưới. Dạ. Mẹ có về dự đám cưới không? Dạ mẹ con về. Rồi dạ. 6 tháng sau cưới. Thì 6 tháng sau là mình con học đạo xong thì con bắt đầu là bố mẹ con về là vừa luôn. Nhưng mà chú hỏi nè, hai đứa nhanh vậy, vậy thì có đi vượt quá giới hạn không hay là giữ cho nhau tới cái đêm quý giá? Thì đối với con cái chuyện đó thật sự á cũng không có gì là quan trọng hết. Nên con lại suy nghĩ nó rất là đơn giản, vì sao? Vì con lại để cái chuyện đó ngày hôm đó đi, nó sẽ hay hơn. Ồ hay là, quá. Với lại cái thời gian đó là lo học đạo với vợ với bố mẹ con về, nên không có thời gian mà hai đứa ở với nhau để làm như vậy đó. Là để cho cái đêm đồng phòng đúng dạ. không?
đêm đó làm sao? Nhưng mà đêm động phòng thì là không làm được gì. Con uống bia, uống rượu xịt, con say. Tại con uống được một lon, hai lon là con say rồi. Con là không hút thuốc lá, không rượu chè, không cờ bạc luôn. Mà khi mà uống một lon bia vô cái đám cưới là con không nói con say, không biết gì luôn. Về là nằm luôn, là đêm động phòng là bình thường. Con cười luôn. Bình thường con ơi, các cặp vợ chồng này nhiều lắm. Dạ. Nhiều các cặp cái đêm động phòng không làm ăn được gì hết. Dạ. Trời. Nó bình thường lắm con. Bữa đó con dạ. có xỉn không? Dạ không. Tại con uống được nhiều lắm. Vậy hả? Ổng dạ. là hai lon, còn con được mấy lon? Một thùng luôn đó. Không, không. Một thùng luôn. Giờ người Bến Tre, người Bến Tre được lắm. Dạ. Tự nhiên có ghen sẵn. Là đi chơi á, đi chơi rồi con khỏe lắm. Ví dụ như bạn bè con cứ qua mời con một ly. Nói mày uống bao nhiêu chứ vợ tao uống trăm đó. Ừ. Cứ gọi uống bao nhiêu vợ uống trăm đó, ý là cứ vô là đứa nào mời là qua đưa vợ ra uống là nó sợ luôn. Từ đó là nổi tiếng ở dưới quê là dưới quê con là ai cũng sợ luôn, không dám mời. Là đêm động phòng là con coi như là thua rồi đó. Như vậy chắc qua đêm sau đúng không? Dạ, dạ qua đêm qua chưa... ba uống 4 đêm sau được. Ba uống đêm sau. Bố mẹ chồng về Mỹ lại thì vợ chồng con mới có là đêm tân hôn chính thức. Như vậy là bố mẹ chồng là 3-4 ngày sau là bố mẹ chồng về hả? Dạ khoảng một tuần. Một tuần sau. Rồi, bay luôn. Rồi, thương tụi nó ghê. Từ vậy là bây giờ bây giờ tụi con có em bé chưa? Dạ có hai đứa. Hai đứa rồi. Dạ. Ồ. Vậy là rồi không qua bên đó ở với ba mẹ. Dạ với giấy tờ chưa đến lượt đi. À. Nhưng mà cái đứa đầu tiên đó là có nghĩa là sau khi cưới là có liền luôn hay là sao? Dạ đứa đầu tiên tới 4 năm sau, 3 năm sau thì con mới có con. Ồ. 3 năm sau. Tại vì tụi con giữ hay sao? Vợ con lúc đó là con cho vợ con đi chích ngừa ung thư tử cung á, tức là chích ngừa cái đó thì cái thuốc ngừa đó thì phải một thời gian sau mới thả bầu được. Ừ. Thì tôi cũng tới hai năm luôn là con đi du lịch với vợ con, hai vợ chồng đi du lịch khắp nơi. Ừ. Do khi mà vợ con nằm ổ đẻ là không phải lo lắng hay thèm thuồng một cái chỗ nào nữa rồi. Không thèm thuồng. Dạ, gì hết. Dạ. Đâu con kể cái thời gian con mang bầu đi sanh rồi chồng con hỗ trợ gì con trong cái vấn đề sanh đẻ hay là nuôi con? Ừ. Dạ, đứa đầu con nói ít quá. Đứa đầu con nói thì có mẹ con hỗ trợ. Ừ. Mà đứa thứ hai thì trúng cái đợt dịch á. Ngày đó là ngày cái ngày mà không được ai ra đường luôn. Ừ. Không được ra đường giãn cách đó. Thì hôm đó là lúc đó là con ở Sài Gòn đúng không? Dạ, dạ con ở Sài Gòn thì con thì lúc đó đẻ con trai trước đứa con gái sau, thì hôm đó đẻ đứa con gái thì con trai con cũng được 2 tuổi rồi, thì bắt đầu con dẫn theo con trai con theo luôn, tại vì thằng đó nó theo con suốt à, nó chỉ có biết con thôi không theo ai hết, nên con dẫn theo luôn. Mà đợt dịch đó thì không có cho ai vô lo được hết, lên một mình con. Khi đó là con vừa vệ sinh cho vợ đẻ mổ, rồi vợ sinh thêm cái đứa mới sinh ra đời nữa, rồi lo thêm cái thằng con trai luôn. Trời là ơi. Đúc nó ăn, nó mới 2 tuổi, lo nó ăn từng ly từng tí. Vì đợt đó đầu là báo chí mới có ghi về con, về cái chuyện đó là vừa vệ sinh cho vợ, vừa lo cho vợ, vừa lo đứa mới sinh ra đời và thêm cái đứa con trai lên 2 tuổi. Là ở trong bệnh viện đó con? Dạ, trong bệnh viện đó. Đâu con kể cái cảm nhận của con lúc đó, nói cho anh nghe coi lúc đó con sao. Lúc đó thì con cảm thấy là kiểu như là mình cảm thấy là người vợ hạnh phúc nhất luôn. Tại vì nhiều người đàn ông con thấy đâu có lo cho vợ được như vậy đâu. Cái này vừa lo cho vợ vừa lo cho con nữa. Hai đứa con luôn. Dạ. Ừ. Mà con là sanh mổ cho nên cũng đâu có di chuyển gì được. Dạ đúng rồi, ngày đầu là con nằm im một chỗ mà con vệ sinh cho vợ con suốt. Không mẹ, không cha, không một người nào vô ngoại trừ chồng. Dạ. Con tại vô là vô ở luôn đó. Dạ, lúc đó là không có được con không được vô luôn. Tại một phòng thì được một người chăm mà một người. Ủa gì thì cái bởi... lúc đó thì thằng nhỏ gửi ở đâu? Thì thằng nhỏ đi chung với con lo luôn nhỏ. Nó ở trong chung thì biết rồi, nhưng mà lúc đó là chắc có lẽ là với trường hợp con là đặc biệt. Dạ, con sinh cho đáng sinh, ý là bây giờ không có ai hết, bây giờ không đi đâu, bây giờ lên con nói bé mới có 2 tuổi rồi đúng không? Dạ, tại vì em bé không có cho vô bệnh viện sợ bị dịch. Ừ. Thường người ta nói là mẹ bồng con, còn cái này là cha bồng con để chăm mẹ. Thì con hôm đó là có nhiều cái mắc cười lắm, thì con vừa bế đứa nhỏ xong vừa dắt thằng con trai theo để ký đơn, những cái đơn mà để chích ngừa này kia đó là lo hết luôn. Chú nhớ lúc đó là có một số cái clip này nọ được có quay rồi, đúng không? Dạ, và con, mọi người rất ủng hộ. Dạ, mà khoảng rất là. Nhưng mà những clip đó là ai quay cho con? Là y tá ý là khi mà có những điều đó người ta, ý là ta bất ngờ quá. Rồi với lại hình ảnh của con luôn, ý là con cũng lâu cũng quay lại lo con cái hay sao đó để chia sẻ cho mọi người để biết là công việc một người đàn ông trong gia đình phải lên thế nào. Hay quá. Vợ của mình hay sao? Tại vì khi mà vợ mình mang nặng đẻ đau vì mình tạo ra, vì mình làm điều đó thì mình phải chịu trách nhiệm về điều đó. Nếu mà phải vệ sinh cho vợ, lo cho vợ, rồi lo cho con cái của mình. Đó, người đàn ông trong gia đình là con khuyến cáo là luôn luôn phải làm điều đó. Thằng cu bây giờ nay nó nhiêu tuổi rồi? Dạ, cu con giờ được 4 tuổi hơn. 4 tuổi hơn. Dạ. Chắc nó đâu nhớ gì đâu à. Dạ. Đúng nhớ. Nhưng mà giờ nó vẫn theo con hay nó theo có theo mẹ không? Dạ, theo con luôn. Con trai theo ba, còn con gái theo mẹ. À, đứa con gái thì nó theo con à. Thôi cũng đỡ cho nó chứ nó theo. Theo hết vậy một mình nó gánh. Dạ không, ra đường là con bế một đứa, là con chắc một đứa luôn. Ừ. Là con yêu cầu là
là mình là đàn ông, mình khỏe mạnh mà, tại sao mình không lo cái chuyện đó. Con là ra đường là bắt buộc là bế con và chăm sóc con, còn vợ là đã đẻ nặng đau rồi, khổ sở rồi, hay quá, kiểu như là yếu mình mà tại sao để người ta bế con rồi đi theo lục đục sau kia tội vậy. Con thì là cái việc đó là việc của con, không có để cho vợ. Chú hỏi con cái cảm xúc của con á, khi mà con vô tình con xem những clip, con xem clip về hình ảnh của chồng con, tại vì clip đó đã nổi tiếng, đã hot trên mạng thì chắc chắn con phải xem. Vậy thì cái cảm xúc của con khi mà con xem clip đó nó như thế nào? Con cảm thấy là mình hạnh phúc quá, tại vì người phụ nữ mà có được một người chồng như vậy thì chắc là phước mấy đời người ta mới có được. Tại nhiều người bạn của con thấy những cái clip đó bạn con chia sẻ xong rồi tát con vô trên Facebook á, nói trời ơi bạn tôi sướng quá có người chồng vậy, ao ước. Nhưng mà có ông nào có ông nào dè biểu chồng con không? Có con, ông con trai nào á kiểu như có nhiều cái comment mà nói là trời ơi đàn ông mà đi làm mấy cái chuyện đó này kia, nghĩa là kiểu người ta tính người ta gia trưởng này kia, người ta thấy cái chuyện đó là cái người đàn ông không nên làm. Tại vì cái chuyện đó là khi mà khâu sinh sản á thì nó có những cái phần mà nó không có, ý là người đàn ông không nên cúi đầu xuống á kiểu vậy, thì con là không có suy nghĩ cái chuyện đó. Tại chuyện đó là khi mà vợ mình đẹp thì cũng là mình, rồi mình làm cho vợ mình bị như vậy cũng là mình. Nhưng mà con sinh ra cũng là mình. Nhưng mà khi con đọc những cái comment đó, cái phản ứng con sao? Con bình thường, con lại mắc cười với người ta, con lại mắc cười những người đàn ông đó. Tại sao lại cứ tưởng vậy là hay ha. Đúng rồi, tại sao nói thằng đó đàn bà quá. Tại sao đi làm mấy cái chuyện vệ sinh, cái chuyện đó tốt làm gì đâu. Thằng đó thằng đàn bà này kia. Thì con cứ cười thôi, tại vì con làm cái điều mà con hạnh phúc. Đến điều mà con đã lựa chọn rồi, đó điều hạnh phúc của con, nên con cứ làm một cái điều nhìn vui thôi chứ không có suy nghĩ là. Chúng nữa gửi clip cho chú xem nha. Chứ chưa xem được. Thật ra chú cũng chung cái quan điểm với con. Thật ra xin chia sẻ chút xíu, không có khoe khoang gì cả. Thật ra những lúc mà chú rảnh là những cái việc đưa đón con hay đút con hay tắm con hay chơi với con là chú làm hết. Chú rất giống quan điểm với con, mà chú thêm một ý này: mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ra, đặt họ, họ ai? Họ mình. Đúng không? Dạ con mình mà. Cho nên là con người ta chỉ đẻ thôi mà tại sao mà chú rất happy khi mà rất là đồng quan điểm với con trong cái việc gọi là chăm sóc con. Cảm ơn chú. Và thật sự ra lúc mà mang nặng đẻ đau rất là đau, rồi cái những cái đêm mà có bầu á ngủ không yên, con lo lắm, ý là nằm nghiêng thôi chứ nó khó ngủ lắm, tội lắm. Người phụ nữ là hy sinh từ canxi, từ thân thể, từ tất cả, mà tại sao mình làm cái điều đó, mà tại sao mình không có biết trân trọng điều đó. Còn cái điều mà con vệ sinh cho vợ con hoặc là lo cho con á, điều đó rất là bình thường, điều đó điều hạnh phúc của mình thôi, chứ không có phải là mình muốn thể hiện ra điều đó là điều về trách nhiệm hay là khó khăn gì hết. Điều đó rất là bình thường thôi, tại đối với cái người mà vợ mình đau đớn như vậy thì nó kinh khủng lắm. Mình là nhỏ bé, mình là hạt cát sa mạc thôi chứ không có đáng gì đâu mà để kể. Hay quá. Bởi vậy mong là làm sao mà các đức ông chồng mà sau khi coi cái số này, coi cái chia sẻ của bạn này thì sẽ thấy là trời ơi, cái chuyện mà cái người vợ đi với mình cả cuộc đời, người ta sẽ đồng hành với mình cả một cuộc đời luôn, thì lý do gì mà mình lại nghĩ là ủa là đàn ông thì phải kệ nó đi. Chuyện đó chuyện của vợ, thế này thế nọ thế kia. Mong là cái quan điểm đó các bạn nên thay đổi. Bởi vì các bạn cứ thử bệnh một lần đi. Bệnh một lần đi sẽ thấy không có bạn bè nào bên cạnh mình. Chỉ có vợ mình, cha mình, mẹ mình thôi, làm gì có ai bên cạnh. Cho nên mình thay đổi cái quan điểm đó đi. Thương vợ như bản thân mình vậy đó. Dạ con chia sẻ một phần này nữa nè. Tại sau khi sanh á, thì người phụ nữ rất là bị hao mòn thân thể về răng cổ hay gì đó. Thì cái chuyện mà chăm sóc vợ lại á, là chuyện của mình. Tại mình phải chăm sóc vợ mình để cho vợ mình đẹp hơn, sướng hơn. Khi vợ đẹp, con đẹp là mình là nhất rồi. Ý ra đường là người ta nhìn thấy vợ con đẹp là mình sung sướng. Sướng luôn. Là mình là sao rồi. Với lại công việc ở nhà sau khi sanh là con lại giặt giũ. Với buổi sáng là con đi chợ và chợ con đi học. Về nhà là tối tới 11 giờ 10 giờ đêm, sau khi con ngủ rồi á, con cho con ngủ là con bắt đầu rửa chén. Là rửa chén lau nhà để sáng hôm sau là nhà sạch sẽ tương đốc. Hay quá, bởi vì bây giờ hỏi nữa chị ơi. Nãy giờ hạnh phúc quá rồi. Bây giờ thử hỏi này coi có tật xấu gì không thôi. Đúng không? Đúng rồi. Con bây giờ hỏi Thúy đi, nãy giờ là thấy là ổng là 10 điểm rồi đó. Bây giờ không biết giờ trong 8 năm qua không biết có cái điểm xấu nào không? Giờ là khúc của con. Khúc của con đó. Đó. Nãy giờ ổng đối tốt quá trời rồi. Kể ra để có cái gì chưa tốt ổng sẽ tốt hơn. Nhiều khi mình không biết á, nhiều khi mình không nói cái chồng mình không biết là anh còn này chưa được hoàn thiện nè, anh còn này còn này nè. Nhân dịp này con nói luôn đi con. Tật xấu thì chồng con không có nhiều lắm, cũng ít à. Lai rai đúng không? Có cái tật là bừa bộn á, là đồ quần áo cứ vứt lung tung khắp nhà. Mỗi lần mà bạn bè tới chơi là con phải dọn, mà dọn
cả 1-2 tiếng đồng hồ. Khoan khoan, đợi nói lại. Dạ. Mỗi lần bạn bè tới chơi, 2-3 kêu. Dạ. Mỗi lần bạn bè tới chơi là phải dọn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trời. Rồi ổng cứ nói là tại sao dọn dẹp mà cứ dọn lâu vậy? Mà tại ổng bừa bộn mình dọn lâu chứ đâu phải là mình dọn lâu đâu. Rồi bừa bộn. Dạ. Bừa bộn nhẹ, nghĩa là bừa bộn nhẹ. Nhẹ mà dọn lần 2 tiếng đó chị. Giống như cặp trước á. Vợ con có bừa bộn xíu. Xíu thôi. Tại vì nói nhiều xíu về mà càng nhằn. Ổng là đồ ổng không có bỏ một chỗ. Ví dụ lấy chỗ này ổng lại bứt chỗ khác. Quần áo thì cứ máng cái đầu này xong rồi máng cái ghế kia vậy đó. Phải dọn nó lộn xộn lên. Bừa bộn. Dạ. Rồi tiếp cái gì nữa? Có hay cọc. Ồ. Ủa. Con, cọc hả? Con cọc là vì lý do là nhiều khi là mình đi đám cưới mà con là người luôn luôn xuất hiện đầu tiên, ý là người giống như là nhiệt tình và nhiệt huyết lắm, ý là vui vẻ mà lúc nào cũng tới đám cưới là phải có mặt là tình nghĩa là bạn. Khách mà vợ, chưa tới là con đã tới rồi đúng không? Dạ, nhưng mà vợ con thì lại bị chập. Thôi chút nữa khui, một chút nữa khui. Con đừng có lý giải, chút nữa lý giải. Rồi sao? Ổng sao? Ổng cọc tính. Dạ dễ nóng tính. Nhưng mà có lần nào mà động tay động chân chưa? Dạ không. Chồng con có nóng cỡ nào? Cái lần mà cọc nhất của ổng là cái gì? Có nóng quá được. Ổng là ổng bị bức xúc quá là ổng có nhớ, con nhớ một lần là đá cái quạt gãy cái đầu quạt luôn. Rồi. Mà có đánh con không? Dạ không. Có đánh con không? Dạ. Không cái đó là không bao giờ có. Có chuyện đó là chuyện dạy con thôi, nóng nó phá quá, nóng tính quá thì ổng đánh nó một lần thôi. À, lần đó là sao? Từ lúc đánh đó là con giận ổng mấy ngày luôn tại ổng đánh hơi mạnh tay á. Rồi nó bị gì không? Dạ thì nó đánh thì không sao nhưng mà nó bị té xong rồi nó dập cái môi nó có máu á, cái con mới nói là trời ơi sao mà đánh con tôi mà học máu luôn vậy. Cái, con cũng bị hoảng luôn. Anh đánh vô mông thôi mà anh đâu có đánh chỗ khác đâu mà sao nó chảy máu mồm. Con mới quay camera lại xem thì là lúc mà đánh nó chúi cái mặt nó xuống đất á, nó mới bị là dập cái môi dập máu nó ra thôi. Là từ đó là đánh vô mông thôi mà lại xịt máu mồm. Cái nó hoảng sợ quá, nó cấm đầu nó là sao? Là từ đó là chồng con là nó không bao giờ anh đánh con nữa. Đúng tại rồi. Vì mình tính mình nóng á, mình đánh con rồi gỡ có gì là hối hận không kịp. Con là không phải đánh con mà ý là hôm đó đánh vô mông thôi nhưng mà em té xuống rồi. Nhưng mà nó xịt máu mồm con mới hoảng sợ quá, nói là từ bây giờ là không bao giờ đụng vô không bao giờ đụng vô con cái nữa, ý là để vợ nếu mà có gì la hét hay gì ở vợ lo hết. Anh đây nè, một lần anh lỡ đánh con gái anh gái mà dỗ vô mông á mà anh hối hận tới 7 năm. Luôn hối hận 7 năm về cái cú tát đó mà tát vô mông rồi đó. Thôi trẻ con đừng đánh em ơi, nói những lời yêu thương với dạy dỗ đó. Dạ, thì đó anh Tuấn nhà chị con... á hồi lúc bí ngô nó nhỏ đó mà mới vậy thôi nè, thay vì là tát là như vậy đúng không, có 2 ngón tay thôi quẹt nhẹ cho thôi mà bà ói từ ở đây bà ói từ ở phòng khách bà ói vô tới toilet mà ông Tuấn cứ sau lưng bà lại con bà hối hận lắm. Rồi con nít bây giờ nó hối hận với 7 năm trời luôn, cũng dễ sợ lắm. Rồi thôi mày nghe là từ đó nói chung nó cũng may là ổng nhận ra mà bây giờ không có giáo dục bằng cái kiểu đó nữa đúng không. Cọc tính mà mỗi lần cọc tính lên có hay mắng hay là mắng nhiếc gì con không? Dạ không, cọc lên thì nằm một chỗ vậy, cứ vô phòng nằm ra dùng dằn đó không luôn, cứ lấy cái gói ịn vô mặt xong rồi không có nói chuyện tới ai luôn. Chà. Con về cũng không quan tâm tới con nó vô nó kêu ba ơi ba cũng không quan tâm luôn. Con chờ vợ con nói mà vợ con lại không muốn nói, vợ con là không mặt hoài ấm mặt vô gối hoài. Dạ bây giờ cũng như là con nói giống như là phải có một người chạy lại giống như là cãi đi nghĩa là chạy treo ở đi là cho câu chuyện nó ra câu chuyện nó drama hơn. Dạ. Cuối cùng con tặng ông nói một mình con không à, về sau tới bây giờ là không còn cái chuyện cãi lộn nữa. Rồi bây giờ hỏi nè, ổng có bị nói nhiều không? Dạ nói nhiều lắm. Ở nhà hai vợ chồng lúc mà rảnh là ổng cứ ngồi ổng nói ngồi đây cũng nói, coi phim cũng nói, làm gì cũng nói, ổng cứ kể chuyện liên tục. Hai vợ chồng đi ăn sáng với nhau mà nói suốt với nhau chỗ ăn sáng á, người ta nói ủa hai đứa này mới yêu nhau hả, mới quen nhau sao mà thằng này nó nói với con này nhiều vậy. Nhưng mà con có vậy. Trả lời lại không? Dạ có, lâu lâu trả lời thôi chứ trả lời hoài mệt lắm. Tất cả mọi diễn đàn là ổng nói hết. Dạ. Dạ. Hai đứa cùng nói sao? Hồi nãy là cái bà vợ thì là diễn giả là cũng nói dữ lắm, còn ở đây bây giờ là đổi ngược lại là ông chồng. Đó. Rồi bây giờ con mong muốn thay đổi điều gì? Dạ chồng con đối với con thì thấy là quá hoàn hảo rồi, thì con chỉ muốn là cái tính nóng nó bớt lại một chút, tiết chế lại một chút thôi thì sẽ ok hơn. Chỉ có vậy thôi. Tới con đó con. Tới con nè. Nhưng mà chúng ta nói gạch đầu hàng nhẹ là xíu nha, gạch đầu hàng là xíu nha. Rồi thì vợ con là tất cả cũng những cái điều mà con lựa chọn con thích thú là có hết đủ đẹp hết luôn nên con rất là ưng ý rồi, nhưng mà có mối tội là rất là chậm quá, thì vợ con hay làm điều gì cũng phải được 10 điểm, 9-10 điểm. Nếu ăn nấu ăn hoặc trang trí hay gì phải 9-10 điểm cầu toàn, không thể nào được cầu toàn.
Còn con thì lại cần 5 điểm, 7 điểm được rồi, chứ không có đòi là phải được 90 điểm đâu. Tại ông ẩu quá cho nên ông thấy mình cầu toàn quá, lại ngược nhau. Lên vợ con chọc vậy, lên con chỉ có mong vợ con nhanh hơn một xíu thôi. Mà chỉ có bị gì thôi hả? Bị vậy thôi à. Có bị gì nữa không? Ô, bị chọc bực mình lắm, chú Thuật là khi mà đôi khi đi công việc hay là làm cái gì đó mà bây giờ kể lại vụ đám cưới đi. Dạ, đúng rồi, hẹn đám cưới cuối cùng tới nơi 7 giờ phải có mặt rồi, mà cuối cùng tới nơi là 7 rưỡi hơn, 7-8 giờ. Là ta ăn món thứ hai rồi. Dạ đúng rồi, là đầu đô vô đầu giống như là mình là cái gì đó để ta nhìn chú ý là khi giống như vừa đét mà giống ngôi sao đi tới vậy đúng không? Dạ. Rồi mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì mong muốn là nhanh hơn một xíu thôi, không cần phải nhanh hơn đâu. Tại vì vậy thôi đó hả? Dạ. Nhanh hơn xíu thôi có nghĩa là 7:15 tới là được. Ừ. Tức là ý em đang hỏi là tật xấu là chỉ có vậy thôi. Thì có một cái là chậm chạp thôi. Chạp thôi. Đúng không? Dạ. Chỉ có duy nhất một cái đó thôi. Là chậm chạp nó thật sự ra lúc nhiều lúc bực lắm. Tại vì con bực là con lo cho vợ con, yêu nhà hôm đó vì con bên nước ngoài về thì dọn ở nhà. Thì hôm đó khuya rồi, vì con báo về bất ngờ thì khuya đầu 12 giờ là vợ con dọn tới sáng luôn. Thì có bực mình là có bực mình là không phải là chậm vợ. Sót vợ nữa. Bảo, bây giờ em làm như vậy rồi gì về rồi nhìn thấy mặt mũi bơ phờ hay mặt nó hoang tàn như thế ghê đó bà đi, mất gì mà phải làm chia cố vậy, cứ làm vừa vừa thôi, gì hồi cũng dơ lại mà mất gì mà làm cho nó sạch, tôi cũng sạch từng ly từng tí từng chút luôn. Xong con bực quá con vô dọn, là con cỡ con vô dọn nó làm hồi cũng dọn lại là trưởng luôn, kêu là con bừa bãi đó. Là từ đó là hai vợ chồng là dọn nhà là không liên quan, giống như là con dọn là vợ con không có mặt, mà vợ con dọn là con đi chơi, ý là như vậy luôn. Ý là bắt đầu là bực tức nhau, nhìn khó chịu lắm, nhìn chậm chạp rồi bơ phờ người khó chịu lắm, con không thích vậy. Dạ, nên muốn nhanh hơn một xíu thôi. Nhanh thực ra là bớt cầu toàn đi chút xíu mà trong trời, con biết cái đó nó vô là bản tính bản năng luôn rồi. Dạ. Nó là trong máu rồi con ơi, làm như là cái tiết tấu với cái tốc độ nó làm là phải vậy. Dạ. Chứ còn nhanh hơn xíu nó bệnh. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Giống như quét nhà là không làm một lần quét nhanh không, nhưng cô đang ví dụ. Dạ. Con hiểu, cô đang ví dụ. Dạ. Ví dụ như cái tiết tốc độ nó phải là dày. Dạ. Dày cái là nó bệnh, con hiểu không? Em hiểu không? Dày là bệnh, hơi nhẹ nhàng đó. Dạ. Thì con làm vậy, con làm như cô Hồng Vân, con làm nhanh quá là bị chửi á đó. Dạ. Thì con làm như kỳ vậy là con bỏ đi luôn, dụ cái chỗ đi luôn là tự làm đi. Thật ra bây giờ tụi con đã ở với nhau là 8 năm rồi. Dạ. Vậy thì ta nói là trong đời sống mà để giữ được hạnh phúc á thì phải luôn coi như là tạo một cái gì đó nó có sự khác biệt. Dạ. Thì trong khoảng thời gian ở với nhau thì không biết là con á, con thì chú thấy con là người rất là linh hoạt. Dạ. À, nói nhiều, nhanh nhẹn, sống sáo. Vậy con có luôn luôn tạo những cái điều gì đó thú vị cho vợ con không? Dạ, con làm bất ngờ suốt. Và mỗi lần mà cô ấy nhận được một những cái điều đó thì phản ứng của ấy ra sao? Bình thường không có cảm xúc luôn. Vợ con là người hiền hòa và cái cảm xúc không có thể hiện trên mặt. Con nghĩ là thể hiện tim thôi, nhưng mà con chưa thấy điều đó. Ý là con trong cuộc đời con á, bất kỳ một cái lễ gì hay bất kỳ một cái ngày gì đó mà nó quan trọng một xíu thôi là con làm cho nó tưng bừng liền. Ý là làm cho ăn uống hay là làm tặng quà kia. Thí dụ sinh nhật thì sao? Kỷ niệm ngày cưới con làm những điều gì? Dạ, ý là con làm bó hoa người ta gửi tới, bó hoa là bự, hoặc là làm bó hoa tiền rõ kinh khủng lắm. Trọng đại lắm, là con làm mấy cái chuyện mà nó gọi là kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa lắm, không phải đơn giản đâu. Ừ. Về thì rất là bình thường. Em cảm ơn. Vừa tặng cái mặt đơn. Dạ, đơn. Đâu có không, đơn. Không cảm ơn luôn. Không cảm ơn. Chụp hình xong đem đi đâu cấp. Đâu có mặt sao đâu, cái mặt con sao đâu. Ví dụ đó. Thì cười cái người chụp hình xong rồi đem đi cấp. Dạ. Con kêu là ý là sao em không quay phim lại, em thích thú em đăng lên Facebook hay là vậy, cái này thay đổi được nè. Dạ. Cái vụ kia thì là có thể khó thay đổi nhưng mà cái này phải thay đổi nè. Dạ. Chứ để chồng nó tụt mút hoài mai mốt không có tặng cho con nữa. Đúng rồi. Không tạo bất ngờ cho con nữa là con lỗ chứ không ai. Dạ. Ví dụ mà sắp tới con có dự tính là ngoài cái nụ cười ra thì con còn kèm theo những cái hành động gì hay là những cái lời nói gì không? Dạ. Tại vì con là người ít nói á. Kiểu như là chỉ hành động thôi chứ không có bao giờ nói là yêu thương với chồng á. Thì thôi bây giờ con không nói cũng được, nhưng con phải hành động. Con nhảy lên con đua cổ nó con hôn nó một cái ví dụ vậy. Đúng không? Khi làm những điều bất ngờ mình bực thêm nữa, tại vì dụ như là hôm đó con mua cái xe tặng vợ con bất ngờ. Thì mua xe về thứ nhất là không vui, thứ hai là không ưng luôn. Mà cái mặt đơ nữa đúng không? Rồi mà bây giờ con hỏi bây giờ thích cái xe nào để biết đường đi đổi hoặc để bán lại hay là để mua cái xe khác. Không biết luôn. Mà không cảm xúc luôn. Nó không cảm xúc là ý là bây giờ con giờ là đưa cho cái clip xe là con xe nào. Tại kiểu con là con không có thích vật chất á, con thích bình thường đơn giản thôi. Còn tặng con gì mà lớn lao con cũng bình thường. Rồi. Thôi nhưng mà cái này là cô khuyên phải thay đổi. Con phải biết gọi là đôi khi con phải biết
giả dối cái cảm xúc của mình một chút. Con hiểu không? Là bộ vui cho ổng tặng rồi. Đúng rồi, con mới về cái trời ơi anh ơi đẹp quá anh ơi, ví dụ vậy. Xong qua ngày hôm sau á con nhắn tin, anh ơi em thích cái này em đổi đổi cho em xe khác đi, đúng ý em đi cũng mà được. Ông chồng lại thích đúng không?